Thanh Trúc xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay cái dòng nâng tiếng DB Ocotic chính hãng X200 lại về hàng. Thì em lại tranh thủ em làm video để cho bác nào đã xem thì biết rồi, còn bác nào chưa xem thì hôm nay các bác sẽ được xem cái con nâng tiếng DB Ocotic X200 này bác nhé. Trước mắt đây nó là cái vỏ hộp của nó, em cũng đã bóc trước cái vỏ ra rồi. Em sẽ cho các bác xem xung quanh của nó. Đây là các mặt của nó nhé. Đây là có tem mã vạch, tem mã sản phẩm của DB Ocotic Made in China. Em đã bóc sẵn để cho bác xem. Thân để vào coi này. Các bác nhìn đi, thiết kế của nó khá là đẹp mắt các bác nhé. Mặt trước với những dàn nút cũng gần tương tự như một số dòng nâng tiếng Idol, TD. Cái cơ bản thì thiết kế về nâng tiếng là giống nhau các bác nhé. Cái quan trọng rằng đối với cái dòng chính hãng này, và đặc biệt là dòng DB Acoustic, thì cái chất lượng linh kiện của nó quan trọng, cái chất lượng linh kiện các bác nhé. Còn về thiết kế cơ bản thì nó là một cái khuôn rồi. Đấy. Cũng đều là hai kênh, mỗi kênh 4 nút và hai nút cho mono bass, tức là đường sub bác nhé. Đấy. Mặt trước thì thiết kế mặt phay nhôm có biểu tượng DB Acoustic ở đây, có tên DB Acoustic đây, in rất sắc nét rõ ràng bác nhé. Đấy. Rất sắc nét rõ ràng. Kênh 1, kênh 2, đường ra sub và có 3 dàn đen đại diện cho kênh 1, kênh 2 và đường sub các bác nhé. Khi bác sử dụng thì dàn đèn nó sẽ nhảy đây, không giống như Idol là dàn đèn ngang như này. Đấy, đây thì dàn đèn dàn đây. Đây là EX200. Công tắc nguồn. Với dòng này của nó dùng thì quá là chất lượng là ok rồi bác nhé. Nó là hàng chính hãng, đặc biệt là không có nhái. Tại sao em chọn phân phối cái dòng này? Thì đó là một cái mà như em đã từng làm video về một số sản phẩm của DB Acoustic. Thì thứ nhất thì cái thương hiệu của nó là không bị nhái các bạn ạ. Hiện tại cũng không có nhái. Thế nên là mình cứ yên tâm, hoàn toàn yên tâm, và đặc biệt là cũng không cần phải mở máy luôn. Nó không có nhái, mình chả mở máy làm gì đâu nhé. Chất lượng của nó thì hoàn toàn yên tâm rồi, và giá cả thì nó cũng ở mức rất hết sức là bình dân. Đối với cái dòng DB Acoustic này, dễ chơi, dễ dùng, chất lượng thì rất là ok các bác nhé. Mặt trước mặt phay nhôm. Đấy. Đối với dòng nâng tiếng này thực ra nhiều bác bảo không cần thiết, cái đó là không phải. Vì trong một bộ dàn âm thanh em ghép cũng rất là nhiều. Đối với những con vang mà chất âm của nó không sáng và kèm theo là loa mà không tiếng không sáng nữa thì mình đưa nâng tiếng vào cũng rất là hiệu quả. Nhưng cái chính đưa nâng tiếng vào thì mình phải xử lý vang tốt. Đối với vang cơ thì xử lý rất là dễ dàng. Nhưng đối với vang số mà mình đưa nâng tiếng ở bên dưới xử lý không tốt thì rất tiếng rất ra là ra rất là giả các bác nhé. Đấy. Nhưng mà mình xử lý tốt thì cho nâng tiếng vào cũng rất là hay. Đối với những dòng loa nó lì tiếng mà cho không cho nâng tiếng vào, các bác hát nó sẽ không thoát được tiếng rồi, nhưng cho nâng tiếng vào nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Đó là một cái sự kết hợp hoàn hảo mà do cái người kỹ thuật người ta sẽ chỉnh các bác nhé. Đấy. Còn vang cơ thì nên dùng nâng tiếng vì vang cơ chất của nó không được như vang số được. Đây là biểu tượng DB của một cái tem biểu tượng nhà máy, cái DB Acoustic from USA. Đấy. Kia là tem nhà máy và đây là tem bảo hành điện tử của DB Acoustic các bác nhé. Mặt trước thì nó như vậy, còn với mặt sau thì nó cũng thiết kế cũng tương tự như những dòng Idol thôi. Đây là nút nguồn, đây là nút sub bass, đường lấy sub các bác có thể lấy sub qua nâng tiếng hoặc qua vang tùy các bác. Đây là kênh 1, kênh 2, hai đường vào và hai đường ra, nó đều tích hợp như bên như dòng Idol và một số dòng khác các bác nhé. Về cái cơ bản thì nó thiết kế giống nhau, nhưng quan trọng là cái linh kiện, chất lượng linh kiện bên trong các bác nhé. Chất lượng linh kiện bên trong. Còn cái sơ đồ đấu ghép thì các bác cũng không cần quan tâm, không cần quan tâm về sơ đồ đấu ghép. Còn cái cách điều chỉnh từng cái nút của con nâng tiếng thì nó cũng tương tự như dòng Idol thôi, tương tự như dòng Idol thôi. Idol thì TD nó cũng vậy thôi, bố trí cơ bản là như nhau các bác nhé. Đấy. Khi mà em làm video, ở những video trước em có nói rằng cái con nâng tiếng
cơ bản là nó cũng gần như một con ế quai. Một số bác cho rằng ý kiến đó là không phải, nhưng thực chất nó là như thế. Nếu như bác nào làm sâu về âm thanh, nó cơ bản, em nói là cơ bản bác nhé, em nói cơ bản là nó gần như một con ế quai. Đấy. Vì nó cũng có hệ thống nâng bass, nâng treble. Nhưng mà tại sao nếu như mà trong một bộ dàn sử dụng 5 thiết bị gồm cả ế quai thì em không nói, còn trong một bộ dàn mà sử dụng 4 thiết bị và chỉ có nâng tiếng thì con nâng tiếng đó đóng vai trò cũng gần như là ế quai. Nếu như các bác đặt trên vang thì nó cũng tương tự các bác nhé. Nâng bass, nâng treble, nâng chung, đấy. Nó đều có cái nâng bass, nâng treble, nâng chung, nâng và giảm các bác nhé. Thế nên là sau khi mà nếu như trường hợp mà các bác đặt dưới vang thì các bác phải sử dụng tốt. Bác sử dụng không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất âm. Vì khi mà mình tăng cái con IC trong này, nó tăng bass thì nó sẽ không phân biệt ở đâu là bass mic và đâu là bass nhạc cả. Nó tăng tất cả các tiếng bass luôn. Đấy. Đây ví dụ này, loud mic. Đấy. Đây là cái tiếng tăng bass các bác nhé. Thế mà nếu mà tăng bass mà các bác đặt dưới vang thì nó sẽ tăng cả cả bass của nhạc và cả bass của lời. Vì vậy khi mà các bác đặt dưới vang thì bác phải hiệu chỉnh cái đường bass của mic và cái đường bass này nó hợp lý. Các bác nhé. Nó phải căn chỉnh tốt. Các bác sử dụng quen thì bác sử dụng tốt, còn nếu bác sử dụng không quen thì sẽ khi mà các bác tăng ở đây nó sẽ ảnh hưởng rất lớn, hát nó sẽ không hay. Nhưng cái này thì thường là khi mà em phối ghép trong một bộ dàn thì em đã điều chỉnh sẵn rồi, và các bác về các bác không cần phải điều chỉnh lại nữa các bác nhé. Với bản thân em thì thường em sẽ để nâng tiếng xuống dưới đối với những loa mà nó lì tiếng. Với những bộ dàn nói chung là tùy từng bộ dàn các bác nhé. Có những bộ dàn thì em để nâng tiếng trên, nhưng có những bộ phần lớn là bộ dàn để nâng tiếng xuống dưới các bác nhé. Thực chất cho nâng tiếng vào nó sẽ hay hơn, chứ không phải là nó không hay. Có những bác bảo là nó không cần thiết, không phải, nói thế là không đúng nhé. Không cần thiết, người ta không sản xuất làm gì cả. Người ta đã nghiên cứu rất là kỹ lưỡng rồi, chẳng qua mình có khai thác tối đa cái hiệu suất của nó hay không thôi, mình sử dụng có đúng phương pháp hay không thôi, mình phối ghép có chuẩn hay không thôi. Còn người ta đã nghiên cứu và người ta đưa ra một cái sản phẩm để nâng cái tiếng hát của mình cho nó thoát ra, mà mình bảo không cần thiết là không phải các bác nhé. Đấy, thì cái mặt trước của nó em nói qua, cái mặt trước nó rất là đẹp. Còn về cái kỹ thuật thì em chỉ nói đơn giản được để giới thiệu các bác vậy thôi. Còn trong quá trình các bác mua hàng, các bác sử dụng, em sẽ hỗ trợ kỹ thuật. Và em có thể trong một bộ dàn em sẽ phối ghép trực tiếp thì em sẽ điều chỉnh sẵn rồi. Còn các bác mua hàng, mua sản phẩm riêng lẻ, ví dụ mua đi mua một con nâng tiếng thì em sẽ hướng dẫn các bác cái nút nào là cái nút chỉnh về cái gì, nút nào nút chỉnh về cái gì nhé. Nó rất đơn giản thôi, sử dụng nó sẽ dễ hơn một con EQ rất là nhiều. Đối với con EQ các bác gạt rất là khó. Vì là một đơn giản là nó một 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 tầng của nó là 32 cần rồi, 31 cần rồi. Các bác gạt rất khó gạt nhé. Và các bác sẽ không căn chỉnh rõ là đoạn nào là phần bass và nào là chung phần jack. Nhưng đối với cái này thì rất là dễ thôi. Cái này là bass này, các bác này. Các bác chỉ cần vặn nút thôi và nghe thôi, rất là đơn giản. Bass, treble. Hai cái mà các bác cần hiệu chỉnh đơn giản nhất đó là cái này. Nhá. Còn cái phần dài chung và ấy này các bác có thể đặt giữa. Các bác có thể vặn đi, các bác nghe rất là dễ. Mình điều chỉnh rất là dễ vì nó chỉ có 4 nút thôi. Mình điều chỉnh và mình nghe rất dễ. Các bác có thể nghe, các bác cũng có thể cảm nhận được nó là cái nút gì rồi. Đúng nhé. Đấy. Thế nên tại sao mà em bảo là có những bộ dàn các bác không dùng lọc xì thì bác nên dùng nâng tiếng, là nó hiệu quả, nó tiện hơn. Đúng nhé. Nâng bass tiếp rất là tốt. Em đã bảo là 80% nó giống một cái lọc xì này. Tương 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 tự như vậy các bác nhé. Thì hôm nay lại về hàng thì em sẽ làm video giới thiệu với các bác cái con nâng tiếng AX2000 200 của DB Acoustic. Hàng chính hãng, hàng này thì không có nhái các bác nhé. Mình dùng thì hoàn toàn yên tâm. Đấy. Em chọn cái dòng này cũng vì về vì, vì cái thương hiệu này nó không có nhái. Còn những dòng khác thì em không không tin dùng lắm. Bác nào có nhu cầu sử dụng mua lẻ hoặc mua số lượng thì cũng liên hệ trực tiếp với em nhé. Video thì em đợt tới này em sẽ làm nhiều video về sản phẩm mới, vì hiện tại bây giờ trong nhà phải tầm khoảng hơn 10 sản phẩm mới về mà không có thời gian làm video. Tất cả những video về dàn karaoke thì em sẽ tạm thời em dừng lại, em sẽ cắt đoạn và đưa qua Zalo có nhé, đưa qua Zalo để các bác có thể là xem được. Và như vậy là cũng được rồi, một đoạn thôi, đưa qua Zalo các bác nghe được. Còn sẽ ít, tạm thời ít lên video vì trong cái công việc em rất là bận. Ngoài âm thanh ra thì em còn việc khác cháu nhé. Em là một tay một vài việc nó rất mất nhiều, vẫn rất bận, nên là các bác thông cảm. Một ngày em chỉ ra tối đa một video, còn những video ở bộ dàn thì em sẽ hạn chế các bác nhé. Bác nào có nhu cầu sử dụng về cái dòng này, thực ra thì giá với cái chất lượng và cái giá cả của nó thì em khẳng định là quá là ok quá nhé. Còn về hình thức thì thiết kế của nó thì rất là đẹp, tinh xảo, trưng bày thì rất là ok rồi. Đây, hiện tại thì cái con đẩy D5 này thì em cũng đã làm video rồi, bán rất nhiều nhưng cũng mới làm video về con đẩy D5 này thôi. Còn em còn mã D8, D6 thì hết rồi, hết D6 rồi, còn mã D8, đấy, mã D8 nữa thì em chưa làm video. Mai kia em rảnh thì em lại làm video quá nhé. Đấy, thì
Bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Em xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Cảm ơn các bác rất nhiều.